nhưng người bị nạn bị bất tỉnh. Chúng ta nhanh chóng, người bị nạn tách hai chân nạn nhân, chân phải, chân thuận của người cứu đặt vô giữa hai háng của người bị nạn, hai tay người cứu kéo hai tay người bị nạn dậy, kéo. Trong trường hợp này chúng ta kéo nhẹ, tại vì người bị nạn bất tỉnh, đầu của chúng ta sẽ ngược về phía sau ấy. Chúng ta lưu ý khi cứu người bị nạn ấy, chúng ta nhẹ nhàng ấy. Rồi, hai tay người cứu xốc vào hông của người bị nạn, đồng thời kéo người bị nạn dậy. Đồng thời hai chân của người cứu trùng xuống cho cơ thể người bị nạn ngã về phía người cứu, đồng thời tay trái của người cứu cầm tay phải của nạn nhân vòng qua vai của mình, tay phải lồng phía háng, rồi xách nhấc nhấc lên đấy. Mọi những ai cứu người bị nạn lưu ý luôn về qua là rồi thẳng luôn đấy. Thì mọi người sau thì chúng ta mọi người lưu ý kéo em quay đấy. Về đối với phương pháp kéo người bị nạn đấy thì cũng tương tự đối với phương pháp vác người bị nạn, nhưng khác rằng bước ban đầu chúng ta vẫn kiểm tra người bị nạn như bình thường đó. Tay trái chúng ta đó là tay không thuận nhận, chúng ta nhấc người bị nạn dậy, đồng thời chân trái quỳ phía sau, hai chân của người bị nạn để chéo lên nhau, tránh giảm ma sát của chân của cơ thể người với đất. Rồi đối với những người mọi người sử dụng ở đây chủ yếu là áo sơ mi đúng không, thì chúng ta có thể cởi cúc áo của người bị nạn ra để chúng ta làm một cái vòng tay trên phía cổ để chúng ta kéo người bị nạn. Kéo người bị nạn trong quá trình các cấu kiện xây dựng ở vị trí nó hạn hẹp, nó thấp thì chúng ta kéo người bị nạn. Vừa kéo chúng ta vừa đặt tay vì áo thun. Tại vì áo trong trường hợp này áo thun của chúng ta ấy nó hơi mềm, chính vì thế chúng ta khó sử dụng. Còn áo sơ mi thì vải nó phải cứng hơn. Đấy. Đồng thời vừa kéo chân vừa để lên phía mông nạn nhân để tránh ma sát, vừa kéo vừa đi. Thì đối với người vừa rồi tôi đã giới thiệu cho mọi người cách cứu người bị nạn đối với người nhẹ cân, thì sau đây đối với người nặng cân, thì đối với người nặng cân thì chúng ta sẽ sử dụng hai người để cứu người bị nạn. Rồi nằm xuống. Đấy. Phương pháp thứ nhất là phương pháp kiệu người bị nạn, hai người cứu. Rồi nhấc đầu người bị nạn dậy, đồng thời hai tay khoác quàng lên vai của người cứu. Tay trái hai tay của hai người bị nạn vòng tan tay chéo, xách vào cái tay quần hoặc là xách vào cái dây lưng của người bị nạn đấy. Đồng thời hai tay còn lại bắt chéo ở vị trí khớp giữa khuỷu chân, rồi nhấc dậy. Đây mọi người quan sát thả lỏng chân này không? Đấy rồi thả xuống. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng phương pháp khiêng người bị nạn. Rồi hai người đi song song, hai người song song, một người sau một người trước. Rồi về cái phương pháp khiêng người bị nạn này thì chúng ta cũng hạn chế, tại vì trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển người ấy, hai tay bắt chéo này có thể mọi người không sử dụng được, vô tình làm ảnh hưởng đến việc thở của nạn nhân. Như thế mọi người lưu ý về cái phương pháp này, thì để lưu ý phương pháp này thì mọi người để ý tại cái vị trí
mà người thứ hai là người phía sau cái người bị nạn đấy. Hai tay mà khi chúng ta bắt chéo ấy, chúng ta bắt chéo ở phía trước ngực, chúng ta không bắt chéo ở phía lên cổ. Đấy, lên cổ là chúng ta có thể tình cờ chúng ta vô tình làm nạn nhân nghẹt thở. Đấy. Thì về bình chữa cháy thì đối với sử dụng bình chữa cháy thì mọi người biết sử dụng, những người sử dụng rồi hết chứ mọi người. Năm người ở ngoài. Dạ. Toàn chưa biết không?